Rồi chào bạn nha, nay tiếp tục đi thăm bãi rắn mấy bạn ơi. Đây quay clip cho các bạn coi nha. Đây mới lên tới đây các bạn. Mới ra tới xong. Đây là ruộng. Còn bên đây là cái mấy kinh cỏ quá chừng. Rồi, cái đường đi. Rồi giờ vô thăm cái bãi đầu tiên cho các bạn coi nha. Gì hôm nay mình trời ơi dướng cái gì nặng đấy vậy, dướng cỏ mà dướng cỏ cứ ngắt tưởng độ nặng dính gì nặng vậy. Lội ra ngoài cái bạn, tạm ngưng cái nha các bạn. Rồi không có gì hết các bạn, chút chuột còn nguyên cho nó bịch lúa cái đi nha các bạn. Rồi tới cái bẫy tiếp theo các bạn ơi. Bẫy này lâu lắm mà còn không có dính vậy trơn. Rồi không có dính gì luôn các bạn ơi. Dướng chú chuột chạy ra chạy vô. Thôi bỏ đi mấy bạn. Cái bạn chú chuột còn nguyên nữa mà cho nó bịt lúa cái đi mà. Rồi, quên đó, quên dấu rồi mà quên chỗ rồi đâu mất tiêu rồi. Cái đường mòn này giống giống nhau không, chạm giống nhau không. Rồi bỏ tay đi kiếm thử trong đây rồi. Nhớ gì trong đây đúng rồi bạn. Rồi không có gì luôn, trong lóc rồi bạn. Chút chuột mất tiêu rồi. Rồi chuột còn lúa còn nữa bạn, lại đi các bạn. Rồi tạm ngưng nha bạn, tới bẫy tiếp theo quay tiếp cho các bạn coi nha. Rồi đây các bạn ơi, mình nay mình tiến hành đi thăm cái điểm mà con rắn huyền thoại thử coi, nhiều người nói đó các bạn. Chào các bạn nha, đây cái đầu mã đây. Mình đi thăm nãy giờ thăm hết cái rồi các bạn, dính đường con hổ hành sát mấy nhà mình không có quay được, sát mấy nhà quá mình không có quay. Giờ vô cái thứ hai để các bạn bóc lên nó nặng chịch luôn, quay cho các bạn coi đây. Quá sướng rồi bà, quá bà, không hạnh khủng rồi bà, nằm một phần tròn cục luôn bà. Đây bạn, ỉ cục đứt luôn nè, phần để ngoài miệng thơm rồi bà. Tạm ngưng ra ngoài bắt cho bạn coi nha. Rồi giờ mới gắn đi quay rồi bà, quá sướng rồi. Không hành nằm khoanh khoanh mấy khoanh luôn, hình như nó ghiền gì đâu quá. Đây các bạn, quá sướng luôn các bạn. Đây các bạn, coi nè, mấy khoảnh luôn đã các bạn. Ôi ôi, còn gì bằng nữa. Chất lượng luôn, ra các bạn. Quay vô nữa. Đố chim cửa thằng này. Mình bắt gắn ra xong rồi lấy gắn đi cho các bạn coi. Con nãy cũng trọng các bạn. Nó bự không? Bốn lạng.
chung ngon trong đó không mà chung. Ở đây rộng mênh mông không chịu chung. Đây bạn ra nè, ôi trời sướng luôn các bạn, quá đã luôn các bạn ơi, ôi, ngon các bạn, quá sướng luôn các bạn, chà bả luôn à, nhức luôn, nhức nha các bạn, rồi, ôi, cái lưng nó có thẹo các bạn, không biết bị trông hay gì á, cái chỗ này các bạn, có cái thẹo, cái thẹo gì không biết, à, tạm ngừng cái nha các bạn, bỏ vô bao cái. Rồi giờ nó ói chuột, còn nãy giờ ói chuột rồi các bạn, đây mình chút với anh đổ chuột nữa các bạn, đây, đây con nãy nữa các bạn, đây hai con nữa các bạn, này ngon các bạn ơi, hai con ngon à, quá đã rồi, thôi tạm ngưng cái mình đặt lại sửa lại cái bẫy này, đặt lại đi tiếp nha các bạn. Hồi nãy bạn ơi, mới tới cái bẫy thấy con gắn lú đầu à, kẹt đầu rồi bạn ơi, đây mình không có nói dám nói lớn nha bạn, thông cảm nha. Sống mà trời ơi, vô mụn vô trúng chỗ sao kẹt đầu à, gắn không vô được, nằm vô cái đầu chồng mà chết cha, phà gói rồi bạn ơi, mà tạm ngừng đi ngoài chút xử lý bạn. Rồi nãy giờ cũng cầm máy thủ sẵn rồi, có dính con gắn gì sao quay á bạn coi, không có dính vậy các bạn ơi. Giờ còn cái cuối cùng nó có gì không biết. Đây mà cái cuối cùng, cái bẫy khủng cuối cùng luôn. Trời ơi, dính con rắn gì các bạn ơi, con ngựa hay gì à, con ngựa con lãi gì các bạn. Bấm máy là có hàng. Trời, hổ ngựa chết béo. Rồi, ra ngoài lụm luôn các bạn ơi. Rồi, đây các bạn, bẫy khủng của mình này nha. Tổng cộng mình làm có thể là 4 cái bẫy khủng nha các bạn. Ngựa, bẫy hành, béo à. Rồi, tạm ngưng bắt ra cái nha các bạn. Các bạn ơi, mới bắt em chuột hành mini ra nè. Chút xíu, 2 lạng, 3 lạng. Đây các bạn, chút máy à. Hành khủng của mình nè, quá sướng luôn nha các bạn. Hành khủng nè. Còn con chậm chậm nè. Con chậm chậm nè. Ngon các bạn. Này chắc, nó chắc nửa ký quá, nửa ký 6 lạng gì quá, 5 lạng 6 lạng quá. Còn anh khủng mình chắc 9 lạng ký rồi. Anh khủng quá ngon à. Đây bạn, anh khủng nè. Quá đã các bạn ơi. Quá sướng luôn. Đây, ngựa. Hè, trời ơi, quá dữ, dữ mà cố luôn. Ủa quên, quên thả chuột ra chứ. Nãy mình nhốt chuột mình. Nhốt chuột lại nè các bạn. À, nhốt chuột lấy gắn ra buổi trời luôn, gắn nó chích ngoái thả ra bạn. Rồi chạy ra rồi, thôi tạm ngưng này đi thăm tiếp, rồi có gì quay cho bạn coi tiếp nha. Và kết thúc video bà, nãy giờ thăm mấy cái nữa không có dính gì hết trơn, trời giờ cũng nắng lên nè, tranh thủ chạy về bà, nắng quá mệt.
Mai sạch bách chuột luôn à, hai chuột hết trơn. Sáng đem theo cỡ 10 con mà hai cháu. Rồi, thành quả mình nay. Rồi, y như nãy mình quay cho bạn coi vậy đó, bao nhiêu đó. Con rồi đó. Rồi nhảy cái tung cái tung. Đây, ở chung quá. Hành khủng. Quá đã luôn các bạn ơi. Hành chà bá luôn, cầm lọn tay nè. Đã các bạn. Em nó nhỏ. Nè, em nó nhỏ nè các bạn. Nay được 3 hành. Lớn nhỏ vừa. Đủ loại luôn. 3 em. Với em ngựa. Rồi thành quả mình nay được có nhiêu đó. Để mình hạo thử. Chắc ký mấy rồi các bạn. Vô đây chắc cần ký mấy. Hành nó ký kia là gần 2 ký chứ không được nè. Rồi thôi nộp video đây nha các bạn. Chúc các bạn xem clip vui vẻ nha. Bye bye. Tạm biệt các bạn nha. Chúc các bạn ngày mới làm mọi công việc thành công thắng lợi hết nha. Tạm biệt. Bye. Rồi, lên xe nổ máy về thôi các bạn ơi. Hẹn các bạn là clip sau nha. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ nha. Bye bye.